Xin chào các bạn thấy Xiaomi 13 ngon không? Quá ngon đấy chứ, chắc là nhiều bạn đang chuẩn bị tiền rồi đúng không? Nhưng mà từ từ nha, vừa mới có một máy ngon hơn cả Xiaomi 13. Không tin á? Bắt đầu thôi. Ok, vừa mới đây thì chiếc Motorola X40 đã được ra mắt. Và đây sẽ là một đối thủ trực tiếp của chiếc Xiaomi 13. Cấu hình ngon tương đương, thậm chí là hơn nha, nhưng mà mức giá lại rẻ hơn. Đầu tiên có thể thấy đây là một chiếc máy sở hữu màn hình cong thác nước nha các bạn, rất cao cấp. Cụ thể thì đây sẽ là tấm nền OLED này, kích thước 6.7 inch, độ phân giải Full HD cộng, tần số quét lên tới 165Hz luôn. Hai bên thì cong thác nước sexy rồi, cằm phía dưới và trán phía trên còn đều nhau cơ, rất mỏng, nhìn rất là sướng luôn. Riêng về quả màn hình thì với quan điểm của mình nhá, mình thích chiếc Motorola hơn, mình là fan của màn hình cong mà. Máy sẽ có hai loa stereo này, rất tiếc là không có jack tai nghe 3.5mm. Về thiết kế, không giống như chiếc Xiaomi 13 có tới 9 màu thì chiếc Motorola X40 sẽ chỉ có hai phiên bản màu sắc thôi, là đen và xanh blue. Chúng ta sẽ có logo của Moto ở chính giữa máy này. Mặt lưng bằng kính và khung viền bằng nhôm đều sẽ được bo cong nha, đem lại cảm giác cầm nắm thoải mái, không bị cấn tay. Đồng thời thì máy cũng sẽ có kháng nước IP68. Cụ thể hơn thì chiếc Motorola X40 sẽ chỉ dày 8.6mm và nặng 199g. Cụm cam của máy nhìn khá hay nha, tại vì các bạn nhìn cái viền cụm cam này được bo cong luôn, chả hiểu phần này bo cong làm gì ta, tránh cấn tay hay sao ấy. Chi tiết thông số cụm cam này như sau: cam chính sẽ là 50 chấm này, có chủ dung quang học OIS, kích thước sẽ là 1:1.55 inch, cam phụ ultra wide cũng sẽ là 50 chấm nha, và một cam tele 12 chấm, cam selfie của máy mấy chất nha, 60 megapixel, xịn chưa. Một vài bức ảnh được chụp từ chiếc Motorola X40 thì các bạn quan sát trên màn hình nha, mình chưa có máy trên tay, chưa dám chém gió. Motorola X40 sử dụng giao diện MIUI đi cùng con chip mới nhất Snapdragon 8 Gen 2. RAM thì có hai tùy chọn là 8 và 12GB và bộ nhớ trong cũng sẽ có hai phiên bản. Với phiên bản 128GB thì bộ nhớ sẽ chỉ là UFS 3.1 mà thôi. Còn với phiên bản 256 hoặc là 512 sẽ là UFS 4.0 nha. Với cấu hình như vậy, chiếc X40 đem lại điểm số AnTuTu là 1.270.000 điểm, thấp hơn chiếc Xiaomi 13 một chút thôi. Đương nhiên là các bạn có thể quẩy ôn game rồi, kể cả Genshin Impact. Nhưng mà qua những bài test thì có thể thấy nhiệt độ khá nóng nhỉ. Khi chơi Genshin thì lên tới là 47 độ C. Cái này thì khi nào mà có máy trên tay ấy, mình sẽ test lại giúp các bạn nha. Về pin và sạc của chiếc Motorola X40, chúng ta sẽ có dung lượng là 4600 mAh này, đi kèm với cả sạc nhanh 125W. Nhưng mà sạc không dây thì lại hơi tù, chỉ là 15W thôi. Về mức giá thì chiếc Motorola X40 sẽ có 4 phiên bản, với mức giá rẻ nhất sẽ là 11.500.000, tức là rẻ hơn chiếc Xiaomi 13 khoảng 2 triệu nha. Rẻ hơn 2 triệu nhưng mà cấu hình của chiếc Motorola X40 lại nhỉnh hơn cả Xiaomi 13. Đầu tiên là về khoản màn hình cong cao cấp này. Cam siêu rộng và cam tele đều có phần cứng tốt hơn so với cả Xiaomi 13. Phần cứng thôi nha, còn chụp ra thì chưa chắc. Pin và sạc của Moto đều sẽ hơn Xiaomi, nhất là khoản sạc nhanh gấp đôi luôn. Em Moto chỉ thua Xiaomi đúng 2 điểm thôi. Thứ nhất, không có kiểu thiết kế cấn tay đúng trend. Và thứ hai, thương hiệu Moto thì có thể nhiều bạn sẽ không thích bằng so với cả Xiaomi. Cộng đồng người dùng của Moto cũng sẽ ít hơn so với cả Xiaomi nhá. Ok, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Motorola X40? Với mức giá như vậy, các bạn vẫn sẽ lựa chọn chiếc Xiaomi 13 hay là quay xe sang chiếc Motorola X40? Hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Link của cả hai máy sắp về tới Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Giờ thì xin chào, bye bye.